Mỹ phẩm Nga Five Food xin chia sẻ với các bạn hôm nay về một cái loại là một trong những cái loại mỡ động vật có giá trị dược liệu trị bệnh tốt nhất trong y học dân gian, đó là cái dòng mà mỡ lửng này, melis này, hoang dã của vùng Siberia ạ. Và công dụng của nó thì là hoàn toàn là 100% tự nhiên, nguyên chất, và nó giúp là phục hồi sức khỏe này, thải độc do chúng ta sử dụng kháng sinh lâu ngày này, và hóa xạ trị này, rồi là điều trị các bệnh về bệnh viêm phế quản, hô hấp, tiêu hóa, viêm loét dạ dày tá tràng hay đại tràng, hay là các bệnh về huyết áp tim mạch này, xơ vữa động mạch này, và nó sẽ tăng cường sức khỏe tổng thể và tăng cường cái sinh lực của cả nam và nữ ạ. Đây là một phương pháp mà phòng và trị bệnh 100% tự nhiên của người Nga và xuyên suốt nhiều thế kỷ ạ. Và cũng là mỡ động vật, nhưng mà cái mỡ lửng Melis đấy thì nó lại có một công dụng thần kỳ, đó là nó sẽ chống lại được cái sự gia tăng các cái mảng cholesterol xấu và có hại lắng đọng trong các thành mạch máu, và là một cảnh báo cho mầm mống của ung thư trong tương lai. Thì cái dùng chúng ta dùng cái mỡ 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 lửng này thì là hoàn toàn như là một cái tác nhân mà có thể ngăn ngừa được ung thư ạ. Và mỡ lửng thì được coi là một cái phép màu trong cái điều trị như là bệnh lao này, viêm phổi này, viêm phế quản mãn tính này, loét dạ dày này, và các bệnh nghiêm trọng khác này. Và nó cũng là một cái loại thuốc bổ chống lại các cái vấn đề viêm, kích thích miễn dịch, có tác dụng trị bệnh rất là mạnh mẽ, và nó cải thiện được các cái chức năng của cơ quan nội tạng và sức khỏe tổng thể này. Cái nguyên nhân ấy là tại sao mà nó lại có cái giá trị về y học tốt như thế, thì bởi vì cái động vật hoang dã, cái con mỡ lửng này ở của Nga, khi mà ngủ đông ấy thì nó tích lũy trong chất béo của nó rất là nhiều các chất hữu ích cho cơ thể để ngăn ngừa được những cái bệnh nguy hiểm của mùa đông, và cũng là cái dự trữ cái hoạt chất sinh học và các cái vitamin này thì nó giúp là sống sót một cách lành mạnh qua giấc ngủ đông và cái sau cái thời kỳ mùa đông mà cái thức ăn nó đang bị hạn chế ạ. Và cái trong cái cấu trúc của nó thì có chứa tất cả các cái dưỡng chất cần thiết nhất để cho hoạt động bình thường của nó, và không cần phải mùa đông nó trải qua rất là dễ dàng ạ. Và đồng thời là chúng ta thấy là trong cái thành phần của nó có những cái axit béo không bão hòa và giúp cải thiện cái dinh dưỡng của các mô này, tăng khả năng vòng phòng vệ của cơ thể này và ngăn ngừa các tổn thương. Ở người thì cái axit này nó không được tổng hợp và không thể tiếp nhận cùng với thức ăn được ạ. Và cái thiếu cái axit này thì nó dẫn đến cái sự gia tăng của các cái mảng cholesterol xấu có hại lắng đọng trong các thành mạch máu ạ. Chính vì thế là việc bổ sung từ mỡ lửng là một cái phương pháp tự nhiên và được hấp thụ hoàn toàn với cơ thể con người. Và hơn nữa là trong cái mỡ lửng đó cũng có cái khoáng chất rất là tốt hỗ trợ cho các mô xương này, rồi là có cả vitamin A duy trì cái thị lực và giữ gìn sức khỏe của các cơ quan nội tạng này, của da, đẹp da và tóc và móng này, rồi có cả vitamin B nó hỗ trợ cho cái quá trình sống hoạt động bình thường của hệ thần kinh này, hay là các cái kích thích tố trong cơ thể này. Và vitamin E thì trong cái mỡ lửng thì nó rất là tốt cho hệ cơ quan sinh sản và đồng thời là cũng làm cho đẹp da. Ngoài ra thì là cái mỡ lửng của Nga ấy, nó đặc trưng bởi cái khả năng là tiêu hóa rất là dễ dàng, tức là khi tiếp thụ khi khi mà cơ thể hấp thụ vào cơ thể đến 100% và nó vào máu, và nó cung cấp vào các cái vitamin này, axit hữu cơ này, khoáng chất cần thiết nhất cho cơ thể này. Nói chung nó là một cái biện pháp phòng ngừa bệnh hoàn toàn là tự nhiên và gia truyền của người Nga, cũng như là dành cho cả trẻ em và người lớn, bao gồm cả những cái bệnh về hen suyễn và phổi này. Và một số các cái hiệu quả rõ rệt nhất khi mà chúng ta sử dụng được cái mỡ lửng đó là cải thiện sự trao đổi chất của protein này, cải thiện cái hệ tiêu hóa này, bổ máu này, tăng sức đề kháng của cơ thể đối với những cái vi khuẩn gây bệnh này, và phục hồi cái tế bào hư hỏng này, đồng thời là nó cũng đẩy nhanh cái chóng lành vết thương. Ví dụ như chúng ta có những cái vết cắt ở tay bỏng hay là trầy xước, thì chúng ta có thể hoàn toàn bôi mỡ lửng lên ạ, và nó sẽ ngăn ngừa sưng viêm mưng mủ này và làm sạch vết thương này, hay là nếu mà sử dụng thường xuyên thì nó sẽ giảm được cái nguy cơ là mắc bệnh huyết áp và tim mạch này, tăng cường sinh sinh lực nam nữ này, và xóa mòn cổ tử cung này. Và đặc biệt cái sản phẩm này thì nó không có chứa chất biến đổi gen này, GMA này, GMO này, và là 100% phương thuốc tự nhiên của người Nga này. Chúng ta sẽ thấy là cái kết cấu của bên trong của sản phẩm. Đây. Một cái hộp này là 200 ml ạ.
Thì để đặt hàng hoặc là tham khảo thêm các cái công dụng hoặc là trực tiếp được tư vấn ấy, thì các bạn có thể tham khảo tại Mỹ phẩm Nga Fairfood ạ. Và chúng tôi luôn cam kết là nơi duy nhất tại Việt Nam có thể mang đến cho các bạn những cái hàng quý, hiếm cũng như là tốt nhất của Nga này, và được nghiên cứu và của những cái nhà sản xuất mà uy tín lâu năm, ít nhất là trên 20 năm ạ. Và họ đã được kiểm nghiệm chính xác bởi những người tiêu dùng, và đồng thời luôn cam kết là nơi duy nhất có thể cam kết hàng chính hãng, và mọi phát hiện nhái giả thì đều được bồi thường 1.000 lần giá trị tiền hàng ạ.